quý vị và các bạn, công trình liên kết vùng miền Trung đang được thực hiện giai đoạn cuối qua địa bàn huyện Bắc Trà My. Các cấp chính quyền địa phương và các hội đoàn thể vào cuộc đồng bộ, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tham gia giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thi công dự án. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Ông Phạm Văn Cần ở xã Trà Dương có 3.000 mét vuông đất sản xuất dọc tuyến quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Dương. Trong đó có khoảng 800 mét vuông đất sẽ được thu hồi để thi công dự án liên kết vùng miền Trung. Sau khi được chính quyền địa phương thông báo chủ trương và tuyên truyền, hướng dẫn một số quy định trong việc bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án của tỉnh, cũng như rất nhiều hộ dân tại địa phương, ông Cần đã đồng tình rất ủng hộ với định hướng phát triển kinh tế dành cho các huyện vùng Tây Nam của tỉnh. Về cái chủ trương đường liên kết vùng của nhà nước thì đối với gia đình tôi cơ bản thống nhất là bây giờ chủ trương lớn của nhà nước mà vì là giao thông mà có thuận tiện thì kinh tế người dân cũng phát triển, cho nên là nguyện vọng của gia đình thì đảm bảo cho kinh tế của gia đình nó không bị hụt hẳn, thì đề nghị và có cấp là chuyển đổi mục đích cái diện tích còn lại ngoài cái vạch đó để cho gia đình sẽ trồng cây ăn quả hoặc là trồng những cây khác. Dự án liên kết vùng miền Trung có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 31 km. Trong đó, chiều dài toàn tuyến qua huyện Bắc Trà My dài khoảng 5,7 km. Tuyến đường thi công qua huyện có 32 hộ dân tại thị trấn Trà My và 194 hộ dân xã Trà Dương bị ảnh hưởng. Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động, 100% hộ dân trên địa bàn thị trấn Trà My đã chấp hành tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Đảng bộ chính quyền huyện Bắc Trà My đã nỗ lực tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân. Tiếp chính quyền lãnh đạo ủy ban nhân thị trấn cũng đã giải thích trực tiếp cho từng hộ, đối với những cái hộ mà chưa có sự đồng thuận, chưa có sự thống nhất cô nên vậy đó trực tiếp giải thích, và đến nay các hộ dân đã hiểu được việc kiểm kê ốc giá đền bù của nhà nước là nó đúng về số lượng, đúng về thành phần. Quyết tâm là phấn đấu đưa cái công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Bắc Trà My chúng ta kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2023 để bàn vô mặt bằng cho đơn vị thi công. Khu vực phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam có tiềm năng rất lớn, được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy khu kinh tế mở Chu Lai. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống đường bộ kết nối từ vùng động lực phía Đông và khu kinh tế mở Chu Lai đến các huyện vùng Tây Nam của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và kết nối hình thành phát triển giữa các địa phương trong toàn tỉnh.